Phương Trâm xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm ngày 26 tháng 9 năm 2019, chương trình sự kiện ta có những nội dung như sau. Trung Quốc đưa dàn khoan Thạch Du 982 vào Biển Đông. Iran tuyên bố không đối thoại với Mỹ dưới áp lực. Bình luận xã hội với bài viết Tại sao cần nền giáo dục cấp tiến của tác giả Phạm Phú Khải. Cùng những phần tin khác, xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Mở đầu là phần tin Việt Nam. Truyền thông trong nước loan tin, theo các quyết định, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo đối với ba thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, bao gồm ông Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Nhật và Nguyễn Văn Công do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng. Riêng nguyên thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường đã bị kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải do đoạn 2011-2015 và 2016-2017 do đã có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Trước đó thì theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 35, ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo thiếu kiểm tra đã để, để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Các ủy viên ban cán sự, thứ trưởng bao gồm ông Nguyễn Hồng Trường, ông Nguyễn Văn Công, ông Nguyễn Ngọc Đông và ông Nguyễn Nhật cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Cũng trong ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021 do có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017-2018 của tỉnh Hòa Bình. Tiếp theo là tin về Biển Đông. Giàn khoan nước sâu Hải Dương 982, còn có tên là Hải Dương Thạch Du 982 của Trung Quốc, đã được triển khai hoạt động ở Biển Đông tại vùng nước sâu 3.000m từ hôm 21 tháng 9. Tờ The South China Morning Post đã lan tin vào ngày 25 tháng 9. Hải Dương Thạch Du 982 là giàn khoan dầu lớn nhất và tân tiến nhất của Trung Quốc, có thể sâu khoan đến 5.000m. Tờ South China Morning Post đã dẫn lại thông tin từ tài khoản của mạng xã hội Trường An Kiếm, Trang An Jiang, của Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc cho biết như vừa nêu, nhưng vị trí của giàn khoan không được tiết lộ. Cũng theo The South China Morning Post, thì Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc không cho biết vị trí của giàn khoan này, nhưng tin tức về việc triển khai giàn khoan được đưa trong dịp Bắc Kinh tuyên truyền cho lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc vào ngày 1 tháng 10 sắp tới. Vừa rồi là tin từ Việt Nam, tiếp theo là tin quốc tế. Iran sẽ không bao giờ tổ chức đàm phán với Mỹ dưới áp lực Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tuyên bố trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào hôm 25 tháng 9. Nhưng ông cho biết nếu Mỹ dỡ bỏ mọi chế tài lên Tehran và tôn trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thì có thể mở đường cho các cuộc thảo luận. Câu trả lời của chúng tôi với các cuộc đàm phán với áp lực là không. Ông Rouhani nhấn mạnh và cảnh báo rằng Iran có thể bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nếu các cường quốc châu Âu không cứu vãn được hiệp ước ấy. Ngoài ra, thì Tổng thống Iran còn yêu cầu Mỹ chi trả thêm cho bất kỳ thỏa thuận nào vượt ngoài thỏa thuận hạt nhân 2015. Ông Rouhani cũng khước từ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lúc đôi bên có mặt ở New York thường này, nhưng cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đồng thời cũng khuyến cáo lãnh đạo thế giới rằng vùng vịnh đang trên bờ vực bốc hỏa. Iran từng chỉ trích các bên còn lại trong thỏa thuận không bảo vệ lợi ích của Iran trước các chế tài mà Mỹ đã áp đặt và siết chặt từ năm ngoái khi Tổng thống Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Đáp lại, Iran dần dần giảm cam kết của họ với hiệp ước vừa kể, Căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang sau các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập vào hôm 14 tháng 9 mà Washington, EU và Riyadh đã quy trách nhiệm cho Iran dù Iran phủ nhận. Vẫn là tin quốc tế, vào hôm 25 tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa khánh thành sân bay quốc tế Đại Hưng ở Bắc Kinh. Sân bay được xây dựng với kinh phí 63 tỷ đô la, có kích thước tương đương 100 sân bóng đá và dự kiến sẽ trở thành một trong những phi trường bận rộn nhất thế giới theo Reuters đưa tin. Với kiến trúc như một con phượng hoàng, mặc dù đối với một số nhà quan sát nó có vẻ giống con sao biển hơn, sân bay Đại Hưng do kiến trúc sư nổi tiếng người Iraq, Saha Hadid thiết kế. Sân bay có 4 đường băng và dự kiến sẽ đón tới 72 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2025, và sau đó có thể đạt 100 triệu hành khách mỗi năm. Sau lễ khánh thành, một chiếc Airbus A380 của hãng hàng không China Southern Airlines đã trở thành máy bay đầu tiên khởi hành từ sân bay Đại Hưng bay đến Quảng Châu. Trung Quốc được dự báo sẽ vượt qua Hoa Kỳ, trở thành thị trường hàng không lớn nhất thế giới vào năm 2022. Trong chương mục bình luận xã hội hôm nay, Phương Trâm xin gửi đến quý vị bài viết Tại sao cần nền giáo dục cấp tiến của tác giả Phạm Phú Khải? Bài viết được đăng trên trang blog VOA vào ngày 25 tháng 9 năm 2019. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chính quyền tại Hồng Kông và Bắc Kinh từng gán ghép những người biểu tình tại Hồng Kông là bị xúi dục, kích động, giật dây và kể cả mua chuộc bởi các thế lực thù nghịch. Họ chỉ ngón tay về phía Hoa Kỳ và các thế lực Tây Phương cũng như các thành phần phản động trong nước. Họ cũng đã từng làm như thế với phong trào dù vàng năm 2014. Nhưng khi những cuộc biểu tình liên tục kéo dài trên 14 tuần qua, tiếp tục thu hút 1-2 triệu người không chỉ một lần và những người tham dự thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội. Điều này cho thấy các thế lực cầm quyền phi dân chủ thường không muốn hiểu và không thật sự muốn lắng nghe nguyện vọng của người dân. Qua cuộc đấu tranh của người Hồng Kông, người Việt cũng mong ước một ngày không xa, người Việt Nam nói chung, giới trẻ nói riêng, có những khát vọng tự do lớn lao hơn như người Hồng Kông thể hiện. Mong ước như thế là điều dễ hiểu và chính đáng. Nhưng so sánh giới trẻ Việt Nam với giới trẻ Hồng Kông, trước hết là hoàn toàn khập khiển. Hơn nữa, sự chỉ trích, trách cứ hay mắng nhiếc rằng giới trẻ Việt Nam thờ ơ, thụ động, vô cảm. Như đã từng xảy ra bấy lâu nay, một thói quen đổ lỗi, đổ tội cho người khác là điều tai hại và phản ứng ngược. Chúng ta cần hiểu rõ rằng giới trẻ Hồng Kông tích cực tham gia vào các cuộc biểu tình trong 14 tuần qua là do ý thức muốn làm chủ cuộc đời của họ. Ý thức đó một phần đến từ văn hóa chính trị do ảnh hưởng của Anh quốc gần 200 năm qua. Nhưng phần quan trọng khác là từ nền giáo dục khai phóng cấp tiến Liberal Studies tại Hồng Kông cốt lõi của nền giáo dục cấp tiến là để phát triển tư duy phản biện, suy nghĩ độc lập, phê phán, để qua đó giúp phát triển cá nhân và cá tính của mỗi công dân trong xã hội, mối liên hệ giữa cá nhân và xã hội, và sự liên kết giữa xã hội và văn hóa. Xã hội sẽ không là gì cả nếu không được cấu thành bởi những cá nhân. Cá nhân sẽ không thể phát triển vững ổn nếu không có những định chế và cấu trúc làm nền tảng cho toàn xã hội. Đây là những vấn đề phức tạp và liên hợp, mang tính lịch sử, văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội học, tâm lý học, chính trị học và triết học mà các em học sinh cấp 2 tại Hồng Kông bắt buộc phải học để hiểu biết về mình, về cộng đồng và hơn nữa là về thế giới mình đang sống. Các môn học này đã có từ trước nhưng trở thành bắt buộc kể từ năm 2009. Qua các môn học này, các em trở thành những người có suy nghĩ phê phán, phản chiếu và độc lập, và phát triển kỹ năng và khả năng tôn trọng tính đa nguyên của văn hóa, quan điểm và con người. Chỉ khi nào có suy nghĩ độc lập mới đưa đến những khám phá và khai phá mới và hình thành suy nghĩ sáng tạo do sự tìm tòi độc lập của mình. Harvard, một trong những trường đại học luôn được xếp hạng hàng đầu thế giới năm 2019, tuy đứng thứ ba, nhưng uy tín về học thuật thì luôn đứng hàng đầu. Cũng xem các môn nghệ thuật và khoa học cấp tiến, liberal arts and science là trung tâm điểm của mục tiêu của trường. Triết lý căn bản của Harvard là trước khi có thể góp phần thay đổi thế giới, sinh viên cần phải hiểu về nó harvard cho rằng các môn nghệ thuật và khoa học cấp tiến là nền tảng trí thức bao quát làm dụng cụ để suy nghĩ phê phán lý luận phân tích và viết rõ ràng harvard chủ trương những thành thạo này sẽ chuẩn bị cho sinh viên điều hướng các vấn đề phức tạp nhất trên thế giới và giải quyết những đổi mới trong tương lai với những thách thức không lường trước được câu hỏi đâu là chân lý thì ai có thẩm quyền trả lời đối với các chế độ cường quyền chân lý tuyệt đối thuộc về riêng họ, không ai ngoài họ. Luật pháp nằm trong miệng họ. Sự thật là do họ định đoạt. Viết sai, viết phản khoa học, phản bản chất con người thì họ vẫn cho là đúng. Viết lại, sửa lại, nhưng sai tiếp thì cũng đúng luôn. Nhưng trong nền dân chủ cấp tiến không ai có thẩm quyền tuyệt đối để bắt mọi người khác phải nghe theo, ngoại trừ hiến pháp và pháp luật. Nhưng ngay cả thế, hiến pháp cũng thay đổi theo thời gian và pháp luật cũng thay đổi không ngừng để đáp ứng nhu cầu xã hội và con người. Nói cách khác, không hề có sự thật bất biến. Do đó tất cả mọi người trong xã hội đều phải cạnh tranh gay gắt với nhau để tìm bằng chứng, lý lẽ và phương thức thuyết phục người khác. Trong mọi lĩnh vực, nhất là các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội, mọi công dân được có quyền bày tỏ quan điểm của mình về bất cứ vấn đề nào, cho dù có sai đi nữa thì quyền được bày tỏ vẫn được tôn trọng và bảo vệ. Nguyên lý này đã giúp cho mọi cá nhân và toàn xã hội tìm đến được đỉnh cao của chân thiện mỹ. Và đỉnh cao đó luôn thay đổi để ngày một cao hơn giống như Thế vận hội, Olympic. Kỷ lục mới luôn đạt được, nhưng thay vì mỗi 4 năm, nó diễn ra hàng giờ, hàng ngày trong mọi ngọn ngách của cuộc sống. Những người như Joshua Wong, Agnes Drew đã tiếp thu được một nền giáo dục khai phóng cấp tiến như thế, cho nên tư duy của họ dù còn rất trẻ, nhưng rất độc lập và trưởng thành. Các em học sinh khác như Valerie chỉ 14 tuổi, Reese chỉ 16 tuổi, khi Hồng Kông trở lại cho Trung Quốc năm 2047, thì lúc đó Valerie, 42, Ferris, 44 tuổi, do đó vẫn ảnh hưởng sâu sắc lên cuộc đời còn lại của họ. Các bạn trẻ này không chỉ biết dân chủ là gì trên lý thuyết, mà còn tích cực đấu tranh để bảo vệ nó. Các em hiểu rõ không đấu tranh bây giờ cho tương lai, cũng mình thì hệ quả và sau này sẽ ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, những người ủng hộ Bắc Kinh như bà Grisilia Leung thì biện luận rằng chính môn học cấp tiến bị bắt buộc tại Hồng Kông đã là một trong các nguyên do đưa đến sự nhiệt tình quá độ của giới trẻ về vấn đề chính trị hiện thời và đổ lỗi cho môn học cấp tiến này. Phía thân chính quyền Hồng Kông thì muốn chấm dứt môn học này vì nó khuyến khích suy nghĩ duy lý. Regional Thinking Nền giáo dục cấp tiến tại Hồng Kông hiện nay hoàn toàn trái ngược với giáo lý và chủ trương của Bắc Kinh. Nếu mà Internet thì bị kiểm soát ngặt nghèo, truyền thông thì hoàn toàn do nhà nước khống chế và các môn học tại trường mang tính yêu nước như là được định hình của đảng, không phải của toàn dân tộc. Bắc Kinh muốn đào tạo ra những con người chỉ biết nghe theo, làm theo, không thắc mắc đặt vấn đề và không có tư duy phản biện hay độc lập. Nhìn như thế, chúng ta sẽ không trách cứ người dân Việt Nam, nhất là giới trẻ Việt Nam. Hà Nội cũng đọc khuôn bao nhiêu chủ trương và hình thức của Bắc Kinh trước nay. Khi nào giới trẻ Việt Nam có được đầy đủ thông tin đa chiều và được hấp thụ nền giáo dục cấp tiến như Hồng Kông hay các nền dân chủ cấp tiến hiện nay, điều chắc chắn là sẽ không thờ ơ, thụ động hay vô cảm. Trong mọi thời đại, sẽ luôn có những người có lý tưởng và mong muốn góp phần xây dựng cộng đồng, đất nước, chứ không chỉ sống ích kỷ cho mình. Nhưng thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay sinh ra và lớn lên từ gia đình, nhà trường, xã hội và mọi hoạt động trong mọi lĩnh vực đều bị kiềm kẹp và kiểm soát từ tư tưởng đến hành động. Cho nên chúng ta không có tư cách và không có quyền gì để nặng lời hay chửi mắng họ. Người đó chữ động lên không những là một thái độ vô trách nhiệm mà còn vô cùng phải tác dụng. Nó chỉ làm cho giới trẻ tránh xa, không quan tâm hoặc không làm gì cả. In action. Cách tích cực và hiệu quả hơn là tìm những phương thức thích hợp và sáng tạo để giúp giới trẻ Việt Nam tiếp cận các luồng thông tin đa chiều, giúp đào tạo thế hệ hôm nay, giúp đào tạo thế hệ hôm nay các kỹ năng suy nghĩ phê phán để từ đó họ tự đi tìm chân lý cho mình và cho đất nước. Tương lai Việt Nam là thuộc về họ, do chính họ định đoạt, không ai khác. Khi có đủ kiến thức, thông tin và kỹ năng suy nghĩ phê phán, các bạn sẽ làm chủ cuộc đời mình. Chẳng ai có thể dẫn dắt họ, xóa so mũi họ, bịt miệng, bịt tai, bịt mắt họ. Thứ hỏi ai dám coi thường Hoàng Chi Phong? Cho Wong chỉ 22 tuổi hiện nay hay lúc chỉ mới 15-16 tuổi, kể cả Bắc Kinh? Một thế hệ trẻ có khả năng định hình bản sắc và cung cách riêng cho mình như thế mới có khả năng đem lại một thay đổi tích cực và vững ổn. Xây dựng các thế hệ như thế chắc chắn mất nhiều thời gian. Nhưng nếu không tôn trọng giới trẻ và không chuẩn bị cho thế hệ lãnh đạo quốc gia trong tương lai ngay bây giờ, thì khi nào? Còn các giải pháp mì ăn liền hay tính toán nhất thời chụp giật cơ hội mà không có viễn kiến chưa được dài thì rốt cuộc chỉ phí sức và vô ích giải pháp cho bài toán phức tạp như vấn đề chính trị tại việt nam chẳng hạn không hề dễ nhưng tiếp tục lối mòn cũ thì không chỉ dục tóc bất đạt mà còn vô cùng phí phạm không nên phí phạm nữa khi đất nước đang cần trí tuệ kiên trì và nỗ lực chung trước những thử thách lớn lao hơn bao giờ hết chuyên mục bình luận xã hội vừa rồi đã kết thúc chương trình sự kiện quanh ta hôm nay chương trình sự kiện quanh ta sẽ được phát trên trang kính mừng cho người nghèo mỗi ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu vào lúc 19 giờ Phương Trâm xin cảm ơn quý vị xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày mới vui vẻ và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai